Bilog xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi ăn phá lấu và khổ qua cà ớt tại quán chú Ba, phá lấu chú Ba, nằm trên đường Dương Đình Nghệ, ở khúc mà chung cư ông Ích Khiêm á, cái đoạn mà ông Ích Khiêm về trái qua Dương Đình Nghệ có mấy cái dãy chung cư á. Quán của chú người Hoa dễ thương lắm, rất là thân thiện. Đây là hủ qua cà ớt nè. Đây, giả cá ớt một phần rất là nhiều luôn các bạn ơi. Cái miếng giả cá bự lắm. Đây là ngồi ngoài vỉa hè cũng mát mẻ lắm. Có tương ớt với tương đen để chấm kèm nè. Còn đây là mì phá lấu. Đây, hủ qua cà ớt. Cái nước chấm của mì phá lấu là mình sẽ ăn với lại nước mắm me. Có muối tiêu chanh nữa. Ai muốn ăn muối tiêu chanh thì làm riêng để chấm riêng. Mì phá lấu nè, rất là ngon luôn. Cho vô một miếng ớt sa tế nè. Một phần như vậy mình nhớ không lầm là khoảng 30 mấy 40 ngàn phần, nhưng mà ăn rất là chất lượng, nhiều lắm, ăn no luôn đó nha các bạn. Đây, ở đây có cho một dĩa rau răm với lại rau quế nữa. Ai muốn ăn thì tùy ý thêm vào trong cái phần ăn của mình. Mình cho một ít rau quế vô ăn cho thơm nè. Có lẽ cái này bỏ rau răm thì nó sẽ ngon hơn, mà bạn mình không thích bỏ rau quế. Mình chấm một miếng phèo nha, rất là mềm luôn. Đây đó, xa là cái xe phá lấu với lại hủ qua cà ớt đó các bạn. Đó, cục huyết bự chưa, ăn một cái tô này là no tới sáng luôn. Đã vậy còn kêu thêm một chén khăn lông nữa là các bạn, sức ăn thánh giống luôn đó. Còn đây là trứng cút, chả cá trứng cút, bên trong nhân là trứng cút nha. Này còn cái này là củ qua chả cá, cho được miếng gan. Cái này gan của phá lấu nha, bỏ qua đây ăn không hết cho mình đó, chứ không phải là của cái phần củ qua cà ớt đâu.